phân phối cái sản phẩm Thuần Mộc 6 năm nay, và bé nhà mình hiện tại là hai bé, một bé là 8 tháng và một bé là 4 tuổi. Thì mình thấy là sử dụng cái kem bôi Thuần Mộc này nó rất là ok, kể cả bé nhà mình sơ sinh, từ lúc sơ sinh cho đến lúc lớn, mà côn trùng cắn hay hăm ghẻ hay là muỗi đốt các loại, các bạn thấy là chấm một phát là mai là nó sẽ đỡ hẳn luôn. Nên là mọi người yên tâm là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm Thuần Mộc nó rất là an toàn mọi người nhé. Bản thân mình cũng dùng cho bé nhà mình từ sơ sinh cho đến lớn là mình đều sử dụng hết. Đó, mọi người cứ bôi vào một hôm mọi người cũng sẽ thấy đỡ luôn. Đấy, hăm tã hay là mọi người thấy là ghẻ nước hay là bị đau tay đau chân mà bị kiểu là sần sùi da, nó bị viêm da liễu các thứ, bôi đều rất là nhạy luôn. Và cái Thuần Mộc này nó có tác dụng như thế nào ạ? Bởi đây là cái loại có thể nói là đa năng trong vấn đề về da liễu luôn mọi người nhá. Đa năng, bởi sao mình nói đa năng? Bởi vì sao ạ? Nấm ngứa, hắc lào, ghẻ lứa, eczema, đó, nách, thâm bẹn các loại, mọi người đều có thể sử dụng được cái kem bôi Thuần Mộc này luôn. Đấy, Thuần Mộc này thì mọi người sẽ thấy là nó đối tượng sử dụng này, những người bị tràm sữa này, viêm lỗ chân lông, viêm mụn trứng cá, côn trùng đốt, mẩn ngứa, hắc lào, ghẻ lớn, nước ăn chân tay các loại, nấm da đầu, nấm âm đạo, mọi người đều có thể sử dụng được nhá, rất là an toàn. Đấy, mọi người thấy là sử dụng cái này nó làm dịu da, làm mềm da, làm mát da, đó, đỡ bị các vấn đề về rôm sảy, mụn nhọt, nấm ngứa, chăm sóc bảo vệ da. Đấy, giúp thúc đẩy quá trình phục hồi da và ngăn ngừa những tình trạng mà bong tróc, mụn nhọt, rôm sấy, rất là ok luôn. Nhưng mà khách hàng băn khoăn một cái là cái giá của sản phẩm và cái sản phẩm chính hãng nó phân biệt như thế nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Thứ nhất, đối với cái sản phẩm, giá của sản phẩm thì mọi người sẽ thấy là đồ hiện tại cái kem bôi Thuần Mộc hiện tại bây giờ á, là nó sẽ là không in giá vào đây, chứ còn ngày trước là nó sẽ in giá luôn ở trên này là 195.000 mọi người ạ. Đó, 195.000. Thì hiện tại mẫu mới thì nó sẽ không có in giá. Và mọi người nhìn cho mình này, đối với hàng chuẩn ấy thì nó sẽ có một lớp ni lông bọc bên ngoài, có tem mọi người nhá. Và thứ hai nữa là có tem điện tử cho mọi người cào cái mã tem này ra, soạn tin nhắn theo cú pháp đó là XT, mã số mà mình vừa cào ra, gửi về tổng đài 8137. Khi mà chúng ta nhận được một cái dòng chữ nó sẽ trùng với cái mã ở trên này là sẽ là sản phẩm, sẽ là ok. Hiện tại mẫu mới của nó sẽ là 16g nha mọi người. Đó, ngày trước thì nó chỉ có 13g. Sờ đến cái chữ Thuần Mộc này nó sẽ là nổi lên trên vân tay của mọi người luôn. Đấy, nổi lên vân tay luôn, và đặc biệt là nó sẽ có mã số bắn laser ở đằng sau sản phẩm luôn. Đấy, mỗi một nhà phân phối của sản phẩm Thuần Mộc đều có mã bắn laser ở đằng sau như vậy luôn. Nên là mọi người yên tâm là chúng ta khi mà chúng ta check nó sẽ ra cho chúng ta. Đó, ok không ạ? Đấy, mọi người phải check cái này nhá. Đó, check cái này. Đó, mọi người sờ đằng sau các mọi người thấy mã laser nó bắn lên trên hộp hàng luôn, không lộn vào đâu được, không thể trùng được 100%. Nếu mà có như vậy nó sẽ là hàng chuẩn nha mọi người. Đó, mọi người cứ chắc ăn là mọi người cứ gửi tin nhắn cho mình. Đấy, tất cả các bệnh da liễu các thứ là Thuần Mộc nó ok hết nha mọi người. Đấy, nó kiêm hết luôn mọi người ạ. Nên là mình khuyên các bạn nên để một tiếp ở trong nhà, lúc nào cũng cần luôn. Lúc nào cái da của mình nó cũng có gặp vấn đề đó, tự dưng nó ngứa một tí mình bồi một chút nó đỡ ngay, tự dưng côn trùng nó cắn một phát mình bồi vào nó đỡ ngay. Đấy, rồi là các bé nhỏ mà không có thì mình không biết là các bạn là dùng cái loại nào để lâu nó rất là khó chịu. Khi mà chúng ta bôi vào nó đỡ cái tình trạng mẩn ngứa, mẩn nổi đỏ hay là rát ấy, này nó đỡ, cái da nó dịu hẳn á, là nó đỡ ngay thôi. Đó, thì còn thắc mắc cho cái sản phẩm Thuần Mộc này các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người nhá. Số điện thoại này là Zalo, Facebook, mình cũng dùng số này luôn. Đấy, các bạn có thể gọi trực tiếp là inbox nhá. Đấy, và còn thắc mắc gì mà về sản phẩm nào hay là còn thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ hay là gọi điện để mình tư vấn kỹ càng. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Mình xin cảm ơn ạ. Xin chào mọi người.